Lời nói đầu tiên trong clip này là không có còn hello các bạn nữa, mà là lời cảm ơn dành cho 4 triệu người đăng ký kênh Tony TV của mình. Đấy, và mình đã hứa là 4 triệu người đăng ký mình sẽ làm một bữa tiệc để mà mời mấy em này đây ăn. Thì bữa tiệc đó là mấy đứa muốn ăn thịt hay là ăn trái cây hả? Bữa nay cái team này hình như là nó ăn chay hay các gì bạn đó, rảnh thì các bạn vào xem mấy cái clip của bọn mình nha. Một ngày có 24 tiếng đồng hồ mà trong khi vài ngày bọn mình mới ra cái clip có mấy phút à. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của bọn mình được 4 triệu sub nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã coi những cái clip của bọn mình. Bọn mình sẽ gắng làm những cái clip hay hơn, tuyệt vời hơn. Có nhiều bạn á hỏi mình có bị BD không á, nhưng mà mình chỉ giỡn thôi nha các bạn, chứ không có bị BD. Trong clip này thì bọn mình sẽ đào cái hố ở đây, tại vì các bạn biết rồi, cái hồ thì mình có đó. Nhớ cái hồ tắm hồi xưa không? Nhớ. Đó, có hết, nhưng mà giờ mình không có thích lấy cái hồ đó ra. Tại lấy cái hồ ra bơm lên vô nước vào nó quá đơn giản. Bọn mình thích phải bỏ công ra làm thì mới có ăn. Bước đầu tiên là phải quét cái sân này nữa. Một ngày mà không quét là dơ dữ lắm luôn á. Mất vệ sinh luôn. Rụng tùm lum hết trơn kìa. Tới chỗ quét đi các bạn. Dơ quá dơ rồi. Càng nhiều tre thì càng nhiều bóng mát. Hút ghét càng cực. Dọn ghét vô. Cái vô đi bên bao nha. Bên bao. Để xuống đây cái hồ mình nó bự bình lớn vậy nè, đó là đây. Không biết nước đá phía dưới có đủ để cho mình mua không nữa. Đào đi anh em, đợi chờ gì nữa. Không ngày làm clip nào cũng đào đất hết trơn á, ghét rồi. Thằng nào trong tim cuốn con chuột chà bá hết trơn các bạn. Nè đại. Được rồi nặng quá cái ông nội. Ờ còn nhẹ lắm, để thêm đi. Được rồi, đừng có để thêm nữa, nặng lắm. Giờ bọn mình sẽ lấy gạch đập cát xuống cho nó nhẹ lại. Chút xíu mình ngồi xung quanh đừng cho bị sập cát xuống. Còn đây là cái chuồng của con Buôn Đệ. Hôm bữa bọn mình đã quay lại quá trình xây chuồng của Buôn Đệ cho các bạn xem mà nè. Đây Buôn Đệ nè, ham ăn dữ dằn lắm. Một ngày rồi nó ăn mấy cái đùi gà, rồi nó ăn thịt gà không à, nó không có chịu ăn da. Thức ăn của nó ăn cũng rất là nhiều. Một ngày nó uống tới mấy cái thau nước vậy nè. Các bạn, con chó này rất là ngoan luôn nha, mà nó mạnh cực kỳ cơ bắp á. Mới có 2-3 tháng tuổi mà nó mạnh lắm các bạn. Mày đi ra chỗ khác để tao chơi với Buôn Đệ chút coi. Thôi chơi Buôn Đệ đi. Quay ra Buôn Đệ à, đừng có cắn cái quần của anh còn có cái quần hà. Mày ăn thức ăn của Buôn Đệ vậy? Buôn Đệ nó cắn mày đúng rồi. Buôn ra Buôn Đệ. Buôn ra Buôn Đệ ơi. Buôn ra Buôn Đệ. Buôn ra Buôn Đệ. Con Buôn này nó hung dữ vậy trời. Tụi bay đi ra đi. Tụi bay đâu cho nó ăn đâu mà nó coi tụi bay là chủ. Đúng rồi. Đúng là con chó này nó hương với anh thiệt rồi. Buông ra đi. Buông cho tét hình. Buông ra. Anh đi Buôn Đệ, buông ra. Cái hố lần này của bọn mình nó không còn là hình tròn hay là hình vuông hay hình trái tim như hồi xưa nữa, mà chuyển sang là hình dấu cộng, giống như hội chữ thập đỏ vậy đó bạn biết không. Để tiết kiệm thời gian thì cả team mình đây sẽ chia một số bạn ở lại để tiếp tục đào cái hố này, trong khi mình và Thành Ngáo, chị Thảo và Tiểu Hùng sẽ đi mua trái cây nhé mọi người. Đi. Gần nhà mình không có chỗ bán trái cây nên muốn mua trái cây phải chạy lên đây 8 cây số như các bạn mới chỗ có bán. Không phải là chỗ mình không có bán mà kiểu như bán xoài, bán ổi, bán cóc thôi à. Còn như muốn mua mận hay mua dâu, mua chôm chôm, mua bơ, mua táo là mình phải đi ở một cái chợ rất là xa. Dạ chị có nhiêu nhãn chị lấy hết cho em luôn đi. Nhiêu ký gì? 40.000 ký. Dạ có nhiêu đây chị lấy hết em cái gỗ này luôn nè. Chùm vậy là 1 ký hay gì? Đào này lấy 1 trái thôi. Rồi trái nào ngon ngon coi. Trái này chín à. Lấy 4 ký nho đi chị ơi. Gà 10 ký rưỡi chôm chôm. Tại gì nữa đây? Nhãn. Nhãn này hồi sớm mà. Trời ơi nặng dữ vậy trời. 1.516.000. Đúng rồi. Giờ chắc cái cây lên xe đi về nha các bạn. Cái này em chắc ở dưới trước hả chị? Ừ, cái đó em chắc ở dưới trời nó không có. Rồi, cái nào nữa. Tiếp theo. Gách bọc trời. Trái cây gì đâu mắc dữ trời, mua lây quay hơi tốn 1.500.000 các bạn rồi mà. Mấy trái cây lặt vặt mang cục được các bạn. 300 mấy, 400 ngàn nữa, 2 triệu luôn rồi. Nhưng các bạn yên tâm đi, tim mình ăn dữ lắm. Chắc chắn sẽ ăn hết cho các bạn xem nha. Bọn mình đã về tới nhà rồi nè. Tôi thiệt còn mắc mưa nữa. Tôi muốn rụng cái tay luôn á. Wow, cái cây nhiều quá. Sao vậy anh? Giờ để đi rửa. Mang cục nữa. Nhiều vậy sơn hết.
nha các bạn. Mấy trái nào cứng thì mình để ở dưới, mấy trái nào mềm thì mình để ở trên, không thôi nó bị dập. Trời ơi, táo nhìn màu nó ngon chưa kìa. Mấy trái táo này người ta tưới thuốc sâu, nó ngấm vô vỏ mình phải rửa cho thật sạch, ăn mới được. Trái cây này mua chắc cũng phải mấy triệu bạc à, chứ không phải ít đâu. Đúng rồi, mua hết là 2 triệu bạc đó. Bởi vậy phải ghé ăn cho hết mới được. Đúng rồi đó. Đúng như lắm luôn á. Con miếng mì lông dài 5m, rộng 5m. Trắng hay là màu sọc con? Miếng mì lông mình mua về gọi về chải làm cái hồ nha. Bạn ra đừng có cho nó dính xuống cát, dơ đó. Rồi. Tờ đừng cho dính xuống cát. Đây, 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 đây. Cái này căng gọn ra. Ok. Rồi, đẩy xuống nè. Đó bà, cái hồ đó, 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 đẩy nó xuống, đẩy nó xuống. Dạ. Đây, tấn nó xuống nè. Bây giờ mình sẽ chắc gạch làm cái giềng hồ cho tấm ni lông không chạy xuống. Cái miếng ni lông này còn dư, bọn mình sẽ cắt bỏ nha bạn. Cắt đi đại. Xong, bọn mày đẩy cái xe trái cây vô đây đi. Đi. Các bạn thấy hồ chúng mình đẹp chưa? Không có phải đẹp mà là đẳng cấp, lộn đẳng cấp. Nước đá tới rồi, nước đá tới rồi các bạn ơi. Dùm đá xuống nha. Ôi trời, không đủ nước đá rồi. Giờ đang là buổi trưa, đang khan hiếm nước đá nha các bạn. Cái xóm của mình á là 7 chỗ bán nước đá, là mình đi tới chỉ nói một câu thôi, chị ơi chị còn nhiêu nước đá mua hết. Tưởng gì gom lại được có nhiêu đây, chả đủ luôn. Có nhiêu đây các bạn ơi. Ai mua trái cày không? Xè trái cày đây. Chút xuống. Ôi. Chút xuống nè. Trái cày tới các bạn ơi. Tới miếng nữa không? Dạ. Ôi. Quá trời nhiều rồi. Ok. Trời ơi. Dưa hấu mà nó gớt xuống là tan nát trái dưa liền. Trời ơi, nhiều trái cây vậy sao không hết? Bây giờ ăn không hết thì ăn tới tối luôn, ăn chừng nào hết thì thôi. Nhìn măng cục thấy ngon quá à. Nhìn táo thấy ngon quá trời ơi. Dưa hấu ngon quá trời ngon rồi. Trời ơi, trời ơi, táo mà. Trời ơi, nó ngon rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Tony TV lên được bốp chỉ sức nha. Ừ. Ai ăn xoài chua gì đó có muối đây nè nha. Dạ. Một chén nè cầm. Dạ. Dưa hấu mà chấm muối gì. Ăn xoài, ăn mà. Táo này kia. Ngon ngon. Quá trời ngon luôn. Đây, chén thứ hai nè. Rồi chén thứ ba. Măng cục thì đồ ngon hơn các bạn. Táo chấm muối ăn mới ngon. Mình giờ mình sẽ chấm muối với măng cục. Hồi đó đám cưới không có chăm măng cục để ăn nữa. Nó ngọt ngọt lạnh lạnh ăn đã quá trời luôn rồi. Làm từ sáng mệt ấm thì cũng ngon ha. Bình thường kiếm trái măng cục ăn không ra nữa, bữa nay ăn măng cục cho đã luôn. Hôm nay nhất định phải ăn hết trái cây đem mới được, ngon quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh bọn mình được 4 triệu sub nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn nha. Thường ta ăn mừng á là ta ăn gà quay, heo quay, đồ này kia nọ, là anh Vinh hôm nay không có sắc xanh đâu, anh Vinh ăn trái cây không à. Thôi cả trái cây nữa, lực lưỡng 6 muối ra đường gắn lắm ơi. Gì trời? Ê, thiệt chú muối quá. Anh ơi, nãy giờ anh có cho sư đệ ăn chưa? Nãy giờ quên em buôn đệ nữa. Mấy đứa xách dưa hấu với măng cục lại cho buôn đệ ăn coi. Dạ. Dạ. Để đi cưng ơi. Mình lấy nho cho buôn đệ ăn nha các bạn. Ừ. Ăn nho nha các bạn. Quá trời đói rồi. Nhìn buôn đệ ăn kìa. Buôn đệ ăn như hấu nha các bạn. Ngủ sao một giấc hết vậy ăn tiếp. Ăn nguyên đùm luôn. Mình đại diện cho tất cả các bạn ở đây gửi lời cảm ơn tới 4 triệu bạn đăng ký kênh Tony TV nhé. Và sắp tới bọn mình sẽ cho ra những clip nó chất lượng hơn, đẳng cấp hơn nữa, đầu tư hơn nữa. Sẵn ở đây 4 triệu người đăng ký rồi, mình nói luôn, có nhiều người đi tới đây nè, bảo đi nè, sao mà mấy đứa nhỏ này đây nói chuyện mày tao không à, nó không xưng bạn xưng bè gì trơn vậy, bạn thấy có giả dối không? Hỏi thiệt giờ, anh hỏi mấy đứa cưng nào bình thường mấy đứa cưng ở đây nè xưng hô với nhau bằng gì? Mày tao đó, đừng có nói vậy bạn. Thậm chí là hỏi anh chị cô bác cô chú ở đây chứ, bạn thân của mình á có phải là mình gọi mày tao không, đúng không? Thậm chí các anh chị phụ huynh đây, mình đi chơi với mấy ông sếp nè, mấy ông sếp ông toàn là kêu bạn bè của ông là gì? Mày sao mày hôm nay mày không nhậu với tao? Ờ sao ngày hôm nay mày tới trễ các kiểu? Cháu ai kêu? Ôi sao bạn hôm nay bạn tới trễ thế? Mấy đứa trẻ trâu này nè mà nó xưng bạn nhau á, chỉ có một trường hợp thôi.
Đó là trường hợp lúc nó mét cô á bạn. Dạ thưa cô, bạn ngáo cặp bi lạc bộ tiếng Anh trong lớp học. Nó thường là vậy không à. Còn bình thường ra ngoài xưng hô bạn bè thân thiết với nhau mà chung xóm chung làng mà thì kêu bằng mày tao là chuyện bình thường. Đó, có nhiều người đi vào hôm nay bắt bẻ mình bạn đủ thứ hết trơn á. Thì giờ mình làm clip cho cả cái nước Việt Nam, cả thế giới này họ xem. Là những bạn fan của mình yêu quý các bạn, mình làm clip cho các bạn xem thôi. Đó, còn những người khác á, người ta yêu thích mình thì họ giờ họ xem, mình cảm ơn. Còn nếu mà bắt lỗi mình dữ quá thì thôi, mình không thể nào thay đổi cái cách xưng hô vậy được đâu. À, mấy đứa ở đây nè, mày tao xưng hô bình thường đúng không? Ở nhà cưng xưng hô làm sao? Mày tao. Ừ, thì cứ xưng hô vậy. Cái nào nó chân thật, thực tế thì thôi, chứ không có vụ giả dối đúng không? Rồi, chia sẻ với bạn chút xíu cho các bạn hiểu tim mình hơn thôi. Và bye bye, hẹn gặp các bạn những clip tiếp theo đi. Bye bye. Ráng ăn cho hết cái hố trái cây này rồi mới đi về nha.